Với hàng ngàn cơ sở thẩm mỹ phủ khắp cả nước, trong đó có hàng trăm bệnh viện và phòng khám được phép thực hiện phẫu thuật, ngành phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam đã phát triển rất mạnh thời gian gần đây. Tuy nhiên, cả nước mới chỉ có 3 trung tâm đào tạo chính quy trong ngành. Liệu hệ thống đào tạo hiện tại có đủ đáp ứng nhu cầu nâng cao tay nghề của các bác sĩ và chuyên viên trong ngành hay không? Còn những điều kiện nào để phát triển ngành phẫu thuật thẩm mỹ ở Việt Nam sánh ngang với các thiên đường thẩm mỹ của thế giới như Thái Lan hay Hàn Quốc? Chúng tôi đã có một số ghi nhận ngay sau đây. Từ trước năm 1975, ngành phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam đã có những dấu ấn đáng kể. Do bối cảnh kinh tế xã hội của đất nước, phải đến đầu những năm 1990, các cơ sở giải phẫu thẩm mỹ mới bắt đầu phát triển với giấy phép chính thức được cấp bởi Sở Y tế. Các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình chính thống của hệ thống y tế công cũng lần lượt ra đời. Đó là sự xuất hiện của các khoa phẫu thuật thẩm mỹ trong bệnh viện công, trong các bệnh viện tư và các bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Theo số liệu của Hội Phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay cả nước có hơn 1.000 cơ sở thẩm mỹ, trong đó có gần 250 cơ sở được phép thực hiện giải phẫu, 30 bệnh viện có khoa phẫu thuật thẩm mỹ và 20 bệnh viện chuyên về lĩnh vực này. Từ năm 1991, Đại học Y Hà Nội đã có khoa phẫu thuật tạo hình. Nhưng để đáp ứng nhu cầu đào tạo tay nghề chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ cho các bác sĩ, thì năm 2009, bộ môn phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ở Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh ra đời. Sau đó không lâu là ở Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đây hiện là 3 tổ chức đào tạo chính quy về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Việt Nam. Tôi tham gia về cái nội khoa thẩm mỹ về da liễu đã trên 10 năm. Tôi muốn học được lớp này để tôi bổ sung vào kiến thức trong vấn đề nội khoa thẩm mỹ hiện nay, để tôi sử dụng những cái phương pháp, ví dụ như là trẻ hóa da vùng mặt, thì tôi cần nắm vững về vấn đề giải phẫu vùng mặt. Tôi biết được những cái phần nào là tai biến, phần nào là ưu điểm và nhược điểm, để tôi có thể tôi tránh được những cái biến chứng tốt nhất cho khách hàng. Tôi đi học một cái lớp định hướng về tạo hình thẩm mỹ, thì trước mắt là để về phục vụ cho cái khoa của tôi. Cái thứ hai nữa là tôi biết được rất là nhiều những cái kiến thức trong cái ngành tạo hình thẩm mỹ, và trong đó về giải phẫu học, về tất cả những cái nét đẹp. Tôi đến với cái trường Đại học Phạm Ngọc Thạch đây với cái lý do thứ nhất là nó có một cái chương trình lý thuyết rất là bài bản, cơ bản về tất cả các cái lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ. Và với thứ hai, đến với cái chương trình đào tạo này là do có một cái đội ngũ giáo sư, tiến sĩ và các cái chuyên viên, giảng viên rất là giàu kinh nghiệm và đứng đầu ở ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ hàng đầu ở Việt Nam. Ngoài 3 trung tâm đào tạo chính, ngành phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam hiện nay còn có các hội nghề nghiệp, mà cụ thể là Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hội cũng là một kênh đào tạo đắc lực với nhiều hội nghị, hội thảo được tổ chức thường xuyên hàng năm nhằm cập nhật những kiến thức, kỹ thuật và xu hướng làm đẹp mới trên thế giới. Tuy nhiên, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Hành, Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời là người khởi xướng bộ môn phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ở Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho rằng, ngành phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam nếu muốn phát triển mạnh hơn nữa thì còn cần nhiều yếu tố. Trước hết là phải có một hội nghề nghiệp chung kết nối hai trung tâm làm đẹp của cả nước. Ở Việt Nam ta đó thì chúng ta có hai cái hội tạo hình thẩm mỹ, ở một cái ở ngoài Bắc và Hà Nội, một cái ở miền Nam, và chúng ta chưa có hội thẩm mỹ tạo hình Việt Nam. Yeah. Thì chưa có, và trong tương lai thì chúng ta phải ráng làm. Cái thứ hai nữa là một cái bằng cấp quốc gia về phẫu thuật thẩm mỹ, và phẫu thuật thẩm mỹ hay là phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình thì chúng ta cần phải có một cái bằng cấp quốc gia đó. Mặt khác, cần phải có một bộ quy chuẩn chung do Bộ Y tế ban hành nhằm quy định rõ chức năng của các bác sĩ và chuyên viên trong ngành thẩm mỹ, tránh việc có nhiều thẩm mỹ viện không có bác sĩ chuyên khoa vẫn thực hiện các phẫu thuật xâm lấn có chảy máu. Muốn mà phát triển thì phải quản lý nghiêm minh đó, để đừng cho có những cái người không phải là bác sĩ mà hành nghề. Thì hiện nay là chúng tôi đang làm với Bộ Y tế soạn thảo phạm vi hành nghề của ngành thẩm mỹ. Vốn là ngành có giá trị kinh tế rất cao, ngoài năng khiếu thì kiến thức và kỹ thuật tay nghề là những yếu tố tối quan trọng tạo nên uy tín và thành công của một người bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Chính vì vậy, không dễ dàng để các bác sĩ mạnh dạn chia sẻ vốn liếng này cho anh em đồng nghiệp. Tuy nhiên, các bác sĩ trong ngành cho rằng, ngành phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam muốn phát triển bằng chính nội lực của mình thì không thể thiếu cái tâm chia sẻ và cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu chung.
Đây là bộ môn y khoa mang đầy tính nghệ thuật, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, bí quyết riêng. Vậy mà các thầy cô sẵn sàng chia sẻ thấu đáo, tận tình. Tôi được tham dự nhiều hội nghị, hội thảo giúp cập nhật nhiều kiến thức mới cũng như được học hỏi nhiều chuyên gia thẩm mỹ trong nước và quốc tế. Bản thân tôi, một bác sĩ chuyên khoa da liễu, tôi học được rất nhiều, cải thiện về chuyên môn, không những da liễu mà chuyên môn phẫu thuật tạo hình cũng như giải phẫu của tôi tự tin hơn rất nhiều trong các ca khó. Câu chuyện đào tạo trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam không nằm ngoài làn sóng phát triển chung của ngành. Do đó, các bác sĩ cho rằng, để có một sự phát triển không chỉ về lượng mà còn về chất, thì ngành cần phải được đặt dưới sự quản lý nghiêm ngặt, tránh việc quảng cáo quá đà, không đúng sự thật, tránh việc nhiều thẩm mỹ viện không chuyên thực hiện phẫu thuật, dẫn đến hậu quả biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe của khách hàng và uy tín của ngành phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam. Đạt được những yếu tố này, các chuyên gia khẳng định ngành phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam có đủ cơ hội và tiềm lực để sánh ngang với các thiên đường thẩm mỹ của thế giới như Pháp, Hàn Quốc hay Thái Lan.